Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin sóng ngầm Bộ Quốc phòng Lương Cường đang chiến với Phan Văn Giang, Phạm Ngọc Hùng ở phe ai. Như tờ Thời báo.de đã nói về Bộ Quốc phòng Việt Nam, hiện nay bộ này có bộ duy nhất là có đến 2 ủy viên Bộ Chính trị. Điều này rất hiếm xảy ra trong lịch sử chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. 2 ủy viên Bộ Chính trị được ví như 2 con hổ nhốt chung một cái chuồng vậy. Việc chiến đấu với nhau là điều không thể tránh khỏi. Theo như chúng tôi được biết, từ khi Phan Văn Giang đến nắm chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Lương Cường vẫn bị đi lại chiếc ghế chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dưới tay Phan Văn Giang, thì Lương Cường vẫn cố vẫy vùng. Hiện nay, người có thể thay đổi cục diện trong Bộ Quốc phòng chính là Trung tướng Phạm Ngọc Hùng, Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Quân đội hay còn gọi là Tổng cục 2. Bằng mọi giá, Lương Cường phải giữ chức cho ông Trung tướng này để ông Cường có thêm một trợ thủ nhằm chiến với Phan Văn Giang. Đây là hình ảnh Lương Cường, Đại tướng, Ủy viên Bộ Chính trị, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Theo hồ sơ cán bộ, ông Phạm Ngọc Hùng sinh ngày 3 tháng 9 năm 1959, nhưng hồ sơ đảng tịch của ông Hùng lại ghi là ngày 3 tháng 9 năm 1956. Ông Hùng không phải là Ủy viên Trung ương Đảng nên theo quy định của luật sĩ quan quân đội, ông Hùng phải nghỉ hưu từ sau khi ngày sinh nhật 60 tuổi, tức là vào ngày 3 tháng 9 năm 2019. Nhưng ông đã được kéo dài thêm 2 năm cho đến tận ngày 3 tháng 9 năm 2021. Tuy vậy, sau ngày 3 tháng 9 năm 2021, ông Hùng vẫn làm việc. Và từ ngày 4 tháng 9 năm 2021 tới nay, ông Hùng làm việc một cách bất hợp pháp bởi không có quyết định nào cho phép ông Hùng kéo dài tới hôm nay. Không những vậy, ông vận động để tiếp tục kéo dài thêm. Ông Lương Cường ủng hộ ông Hùng bởi ông Cường ý thức được sức mạnh của ông Hùng và tin rằng ông Hùng có thể khống chế được Bộ trưởng Phan Văn Giang và Tổng tham mưu trưởng Nguyễn Tân Cường. Ông Hùng đã gặp gỡ và bằng các thủ đoạn, ông đang ép Thường vụ Quân ủy trình phương án cho ông được kéo dài và có tới 80% thành công. Đây là nội dung tài liệu mật mà chúng tôi nhận được chia sẻ. Việc kéo dài thêm thời gian làm việc của ông Hùng chỉ có thể lý giải bởi 2 điểm. Thứ nhất là ông tiếp tục ở lại để bảo vệ những vấn đề mà ông có trách nhiệm trong việc thanh tra, kiểm tra liên quan đến tài chính, hoạt động, nghiệp vụ và mua sắm trang thiết bị, vũ khí lên tới nhiều ngàn tỷ đồng. Thứ hai là việc tiếp tục ở lại để có thể truyền lại quyền lực cho nhóm thân cận và con trai ông Hùng trong tương lai. Đây là hình ảnh ông Phan Văn Giang, Đại tướng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Nếu chỉ cần ở lại thêm một năm nữa thì cán bộ quy hoạch chức danh Tổng cục trưởng kế cận sẽ không còn đủ tuổi và đương nhiên nhóm cán bộ thân cận sẽ là lớp cán bộ thay thế. 3 người được cho là nhóm cán bộ thân cận đều sinh năm 1975, hiện vẫn mang quân hàm đại tá nên chưa thể thay thế ngay được, gồm Đại tá Tuấn vừa được bổ nhiệm từ cục trưởng 78 làm cục phó, vị trí này vừa mới xin thêm quân ủy, Đại tá Nghĩa, cục trưởng cục tình báo miền Trung và Đại tá Hưng, cục trưởng cục T1. Sau lớp cán bộ này thì đến lượt con trai ông Hùng là Phạm Ngọc Cường, sinh năm 1987. Cường là tổ trưởng ở Đài Loan mới về nước và bổ nhiệm là phó phòng thuộc cục tình báo miền Bắc vào năm 2021. Sau chưa đầy một năm đã được bổ nhiệm làm trưởng phòng của cục này. Theo kế hoạch quy hoạch của cán bộ, Cường sẽ lên cục phó vào năm 2023 và cục trưởng vào năm 2025. Đây là hình ảnh Phạm Ngọc Hùng, Trung tướng, Tổng cục trưởng Tổng cục 2, người đi bên cạnh bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Đại tá Hưng và Đại tá Nghĩa từng là thư ký của ông Hùng nên nằm trong kế hoạch của ông Hùng. Đại tá Tuấn, còn gọi là Tuấn Rôm, là cục trưởng 78, là nơi giữ các nguồn quỹ của chính phủ phục vụ công tác nghiệp vụ. Ngoài ra còn là cục phó Linh, tức là Linh gốc Huế, thuộc cục miền Trung, có bố là bạn với ông Hùng. Dù còn đang phải học bổ túc kiến thức nhưng đang được ông Hùng đưa ra làm cục trưởng một cục ở ngoài Hà Nội. Trong hồ sơ mật này, trực cho biết tiếp, với 2 lý giải trên có thể thấy việc ông Hùng cố tình muốn kéo dài mà không chịu nghỉ hưu cho thấy ông cần ở lại để tự bảo vệ mình và ông còn dìu dắt đàn em, đệ tử để duy trì quyền lực đến ít nhất năm 2047. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin
Nguyễn Hòa Bình âm thầm sang Đức, dẫm vào bãi thối của Tô Lâm để lại. Theo thông tin nội bộ cho biết, ông Nguyễn Hòa Bình đã âm thầm đến Đức và có mặt ở Tòa đại sứ quán Việt Nam ở Berlin. Nguồn tin này cho biết ông Nguyễn Hòa Bình đi chuyến đi này là đi tìm cách bắt Nguyễn Thị Thanh Nhàn về để quy án. Hiện nay, Tô Lâm đang bị Đức và Slovakia điều tra nhưng không thể sang đây chỉ đạo điều tra và bắt cóc được nữa. Rất có thể Nguyễn Hòa Bình nhận nhiệm vụ đặc biệt của ông Nguyễn Phú Trọng đưa nhân vật đang bị truy nã giáo giết này về Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Hòa Bình, có thông tin ông này đã âm thầm sang Đức. Theo nguồn tin nội bộ cho biết, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói rằng dù có khó khăn do việc các thế lực bảo vệ nhau, cơ quan tố tụng vẫn quyết tâm làm tới cùng và không có vùng cấm. Sẽ truy tìm bằng được những kẻ phạm tội phải đưa ra quy án, những ai bảo kê phải chịu trách nhiệm và bị truy cứu. Bởi công cuộc phòng chống tham nhũng được nhân dân ủng hộ là việc sống còn của Đảng và của dân tộc. Đây cũng là nội dung trong tài liệu mật mà chúng tôi có được. Ông Nguyễn Phú Trọng nói từ vùng cấm trong trường hợp phái Nguyễn Hòa Bình đi có nghĩa là bất chấp vùng cấm của luật pháp quốc tế và luật pháp Đức. Chính ông Tô Lâm cũng đã nghe lời ông Tổng sang Đức để bắt cóc Trịnh Xuân Thanh mà để bây giờ không dám bén mảng tới vùng đất này nữa. Ông Nguyễn Phú Trọng có quan điểm là dù có bắt được nhân vật quan trọng hay không thì những nhân vật liên quan đều bị đưa ra xét xử. Việc Trịnh Xuân Thanh bị quy án mở ra rất nhiều đầu mối quan trọng và nhiều cán bộ đã bị bắt, nhưng kể cả việc nhiều nhân vật bỏ trốn chưa bắt được thì các vụ án vẫn tiếp tục và những nhân vật có liên quan khác vẫn bị đưa ra truy tố xét xử. Điển hình như vụ Bùi Quang Huy bỏ trốn thì Nguyễn Đức Trung vẫn bị truy tố. Hồ Thị Kim Thoa bỏ trốn thì Vũ Huy Hoàng vẫn bị xét xử. Đây là hình ảnh lệnh truy nã Nguyễn Thị Thanh Nhàn được ban ra từ ngày 10 tháng 5 năm 2022. Từ ngày 10 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế IEC. Nguyễn Thị Thanh Nhàn sinh vào ngày 22 tháng 8 năm 1969 tại Bắc Ninh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế IEC. Đồng thời, xác minh bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn bỏ trốn căn cứ vào Điều 36 và Điều 231 của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự vào ngày 10 tháng 5 năm 2022. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, giới tính là nữ, tên gọi khác thì không có, quê quán là Thuận Thành, Bắc Ninh, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo không. Nơi thường trú là căn hộ số 1102, chung cư Pacific, số 83B, phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Nơi ở hiện tại là căn hộ 1709, chung cư Pacific, cũng số 83, phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Họ tên bố là Nguyễn Văn Mỹ, họ tên mẹ là Nguyễn Thị Hy. Nguyễn Thị Thanh Nhàn không phải là Trịnh Xuân Thanh, bà này hiện nay đã được hai cơ quan mật vụ bảo vệ, nên xem ra nhiệm vụ của Nguyễn Hòa Bình không dễ dàng như nhiệm vụ của ông Tô Lâm trước đây. Hồ sơ trong tài liệu mật nói như vậy. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là liên quan đến đường dây buôn vũ khí từ Israel đến Việt Nam, có nhiều đường dây khác và có nhiều yếu tố mật mà cả cơ quan mật vụ nước ngoài, trong và ngoài nước không muốn nói, bị phanh phui ra bên ngoài. Đây là hình ảnh về bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Thân phận kẻ dưới quyền thì phải chịu. Ông Tô Lâm để lấy lòng ông Nguyễn Phú Trọng thì phải vâng lệnh ông Trọng. Để rồi sau đó những rắc rối phát sinh với nước ngoài, ông Tô Lâm bị gánh hết. Và hiện nay Nguyễn Hòa Bình cũng vậy, vẫn phải dẫm lên đống thối mà ông Tô Lâm đã để lại ở châu Âu để làm vừa lòng ông Nguyễn Phú Trọng. Nhiệm vụ của Nguyễn Hòa Bình rất khó khăn. Khó khăn không chỉ bởi Nguyễn Thị Thanh Nhàn khôn hơn, an toàn hơn, mà bởi nhà nước Đức cũng dè chừng Đại sứ quán Việt Nam ở đây. Tại Berlin, mỗi khi có quan chức cấp cao âm thầm để tá túc thì đấy là trường hợp bất thường và họ sẽ chú ý hơn rất nhiều. Nguyễn Hòa Bình thực hiện nhiệm vụ không hề dễ. Theo phần tài liệu mật được chia sẻ vào thời báo.de nhận được,